Kính chào quý vị. Hôm nay là ngày giải phóng thủ đô, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2021. Em Thiện xin được gửi đến quý vị thông tin và hình ảnh về một căn nhà đất nằm tại phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Một số cái nét chính có thể tóm tắt ngắn gọn về căn nhà này như sau. Diện tích là 31m2. Đây là diện tích sổ đỏ. Nhà xây 5 tầng. Mặt tiền là 5m7, hướng đông nam. Đây là nhà chủ đầu tư xây mới chưa ở. Ngõ trước nhà như quý vị nhìn thấy là 3 xe máy tránh nhau. Xe 3 bánh có thể vào được. Pháp lý của nhà thì có sổ đỏ chính chủ, có thể sang tên được ngay. Ở đây thì có giấy tờ xây dựng, giấy tờ về thiết kế rồi bản vẽ, rồi hợp đồng điện nước đều có hết. Tất tần tật sẽ bàn giao cả cho người mua. Với diện tích đất sẵn có thì nhà được thiết kế là 5 tầng. Tầng 5 thì có phòng thờ sân phơi. Tầng 4, 3, 2 thì có phòng ngủ rộng và có vệ sinh ở từng tầng. Không chỉ là mặt tiền rộng mà còn là căn lô góc hai mặt thoáng nữa, nên là cả nhà vệ sinh hay là phòng ngủ thì đều mở cửa đẹp, kể cả cầu thang cũng vậy. Trang bị trong nhà thì có đồ cơ bản, khu phụ thì có thiết bị vệ sinh mới, phòng ngủ thì lát sàn gỗ theo cái xu thế hiện đại bây giờ. Chủ nhà thì hiện tại đang chào bán nhà giá trên 4 tỷ một chút. Giá thì có thương lượng và có bao hết thuế phí giấy tờ cho người mua. Nhà này nằm tại phố Quan Hoa nha quý vị. Một số cái địa điểm gần đây có thể kể đến như là Đại học Thủ đô Hà Nội, rồi Trung học Phổ thông Cầu Giấy hay là khu chợ Quan Hoa. Tóm lại là các bác nào cần xem nhà khu Cầu Giấy loanh quanh tầm 4 tỷ thì có thể tham khảo căn này, hoặc là những căn khác nữa thì em sẽ gửi cho ạ. Em xin nhắc lại cho quý vị nào chưa theo dõi kịp thì có thể nắm được thông tin như sau ạ. Nhà thì nằm tại con phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Nó nằm ngay gần điểm giao với phố Nguyễn Khánh Toàn. Diện tích là 31m2, mặt tiền là 5m7, hướng đông nam. Giá loanh quanh mức hơn 4 tỷ một chút, có thương lượng. Cái giá thì do chủ nhà tham khảo thị trường và đưa ra. Nó không phải là cố định, nó là có thương lượng. Nhà thì thực tế là có vậy. Nói đẹp lên nó cũng không đẹp lên được, mà nói xấu đi thì nó cũng không xấu đi được. Em Thiện thì chỉ xin phép là cung cấp thông tin và giới thiệu một cách trung thực đến quý vị. Để ủng hộ em và tham khảo cũng như là theo dõi các video nhà đất tiếp theo thì kính mời quý vị là bấm vào link đầu tiên để đăng ký kênh nhé. Còn rất là nhiều các thông tin nhà đẹp còn vẫn ở trong tay áo em đây, chưa đang công khai và chỉ dành riêng cho các bác nhanh tay liên hệ em sớm. Số em vẫn thế ạ, 0962 802 792. Em xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà các video sau.